Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, vụ việc nghệ sĩ hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, bị bắt giam vào sáng sớm ngày 24 tây tháng 3 năm 2016 là một sự kiện mà người Việt Nam ở khắp nơi hiện đang rất quan tâm. Để tìm hiểu thêm về vụ án này, qua đó tìm hiểu thêm về tiến trình tố tụng của luật pháp Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thứ tư, 6 tây tháng 4 năm 2016, chúng tôi đang có mặt ở văn phòng biện lý quận Cam ở thành phố Santa Ana để tiếp xúc với ông chánh biện lý quận Cam, ông Tony Rokakis. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Tony Rokakis đã từng làm việc qua các vai trò luật sư, phó biện lý, chánh án, và từ năm 1998 tới nay ông giữ vai trò chánh biện lý quận Cam. Đây là một chức vụ dân cử bầu lại 4 năm một lần. Ông đã đắc cử vào năm 1998 cho tới nay và thắng các lần tái tranh cử năm 2002, 2006, 2010 và 2014. Văn phòng biện lý quận Cam hiện nay có khoảng 800 nhân viên, trong đó có 260 công tố viên, chính là các luật sư làm việc dưới quyền của ông Tony Rokakis. Văn phòng biện lý quận Cam cũng chính là nơi hiện đang buộc tội và sẽ truy tố nghi can Hồng Quang Minh, tức nghệ sĩ hài Minh Béo, với các tội danh liên quan tới tình dục trẻ em. Do vậy, chúng ta luôn thấy tên ông đứng dưới các thông cáo báo chí đã được gửi ra trong suốt thời gian qua. Xin chào quý vị. Ông có thể cho biết là cảnh sát đã căn cứ vào những chứng cứ như thế nào để bắt ông Hồng Quang Minh một cách rất là nhanh chóng như thế, thưa ông? What direct evidence or circumstantial that you have that the arrest was being carried out so fast? Có dư luận cho rằng là ông Hồng Quang Minh này bị vướng vào vụ này vì những người có sự gài bẫy của những người cạnh tranh trong vấn đề nghề nghiệp hoặc là không thích ông ấy nên gài vào cái việc này nó xảy ra. Ý kiến của ông như thế nào về việc đó? Ông có thể khẳng định là một lần nữa là những bằng chứng hoặc là những lời tố cáo từ những người ở Việt Nam sẽ không có giá trị trong phiên tòa đối với bị can này. Số tiền tài ngôi hầu cha là 1 triệu đô la. Vì sao văn phòng của ông đã đưa ra số tiền cao như vậy trong trường hợp này, thưa ông? Mấy ngày nay thì chúng tôi có nghe một số dư luận rằng là ông Hồng Quang Minh ở trong trại giam bị đe dọa, bị hành hung. Chuyện đó có xảy ra hay không, thưa ông? Và nếu có thì văn phòng phía biện lý quận Cam có làm gì được điều đó hay không, hay là cái đó là việc của phía bên cảnh sát của trại giam, thưa ông? Không chỉ là tin đồn mà có một vài cơ quan truyền thông đã có nói tới điều đó, kể cả ở đây lẫn ở Việt Nam. Ông có thể xác nhận là chuyện đó có xảy ra hay không, thưa ông? Phía những người nạn nhân thì văn phòng biện lý hoặc là phía chính quyền có những cái điều gì có thể làm được cho nạn nhân, thưa ông? Chưa biết là ông Hồng Quang Minh là có tội hay không, câu hỏi này thì hơi sớm. Tuy nhiên, người ta nói tới là các tội nhân liên quan tới ấu dâm thường là khi vào tù bị rất là coi thường, bị rất là ghét bỏ, do đó dễ bị hành hung hoặc là bị lạm dụng tình dục bởi những tù nhân khác. Ông cho ý kiến của ông về việc đó. It's well known that an offender who's a child molester could be in danger in the jail if he's in the mainstream or the main exposed to a lot of people in custody. So that's known to the sheriff, and they're very careful to make sure that doesn't happen. They don't expose somebody who's charged with this kind of crime to the rest of the people in custody in the jail. Ông Hồng Quang Minh là nếu mà bị buộc tội thì là bên cơ quan cảnh sát của tù họ sẽ phải để ông này ở một cái khu vực khác, chứ không thể nào để chung với tất cả những tù nhân trong tù, tại vì ai cũng biết rồi là cái tánh mạng của những người mà bị vấn đề lạm dụng tình dục, nhất là con nít, rất là nguy hiểm ở trong tù.